Thưa quý khán giả, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa có văn bản về việc triển khai thực hiện kế hoạch số 895 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19 của ngành giáo dục năm học 2021-2022. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Sở Y tế, Ủy ban Nhân dân quận, huyện và các cơ quan đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch này với 5 nhiệm vụ và giải pháp, gồm tổ chức thực hiện các văn bản chính sách về phòng chống dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục, tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống dịch và các hoạt động hỗ trợ người học, thực hiện các hoạt động chuyên môn phòng chống dịch bệnh trong trường học, phối hợp liên ngành về công tác phòng chống dịch COVID-19, kiểm tra, giám sát, đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh.